tướng ngồi đi, ngồi xe kìa. Trời ơi, ngồi y như ngồi xe buýt không? Bye bye. Bye bye. Anh thấy lấy tay ba đứa. Hái chay đi. À, chay là bữa nay là chay ra sân bay nữa nè cô chú ơi. Chay là những cuộc đời, chay là những chuyến bay mà. Ăn kẹo. Không thể nào chịu nổi với nó luôn cô chú ơi. Giữ đồ đứa đê luôn. Ba bảo. Chay và vô hàng ghế ưu tiên. À, khi nhân vật cà khịa ăn kẹo bảy màu ở sân bay. Chạy nãy giờ muốn hết sân bay đó, nói chung là chay bữa nay đi khám phá. Rồi, xong. Tăng 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 tăng. Không còn kẹo ăn luôn. Dạ 2 tuổi cô. You want some water? Uống nước không? Đi, đi uống nước, đi. Ngoài lau tay. Ngoài lau tay kìa. Cái ngồi cái gì? Uống nước nha, đi uống nước nha. Nước nè, mời cho nè. Đó, kẹt kẹt, anh kẹt chưa? Đó, anh kẹt. Anh bị... Chứ máy bay đâu, chỉ ngồi tay máy bay đâu. Anh già đó hả? Ai? Cái đó cái gì? Cái này là cái gì? Wheelchair. Wheelchair. Đi con. Đi đâu? Đi uống nước không? You want some water? Water? Đi lại cho nó uống miếng nước mà. Không, nghe nghe nói tới nước là bài đặt xạo xạo, ọi ọi ọi, thấy không? Đó, thấy chưa? Nó xạo đó. Ngoài ngoài, ngoài cho chay uống nước thử coi ngoài. Đó, chay đang chay khoái khoái uống nước cái này lắm này cô chú. Mà hồi bữa vô á, không có quay được. Cho cô chú coi khúc uống nước nè. Hả? Đây 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 đây. Rồi đưa miệng, đưa miệng vô. Đó, nhức đời cho cô chú. Chuyên nghiệp chưa? Đó. Đã búa. Ngon búa không? Cô chú ơi, hiện tại là bây giờ chay đang ở Đà Nẵng cô chú ơi. Chay đang chơi với mấy anh nè. Đó. Đây là nhà của anh họ của Ngọc, có nghĩa là nhà của cậu của chay đó. À, nhà nhà có mấy coi nhà anh họ của Ngọc có 2 đứa con gái nên là được chơi rất là nhiều luôn. Nhà quá đẹp anh Bi ơi. Nhà đẹp quá Bi ơi. Đó, chay là giờ lại nấu bếp. Ta nói hả, mẹ làm YouTuber nên là con bây giờ ấy, ấy, 777 á. À, trời đất ơi. Mẹ làm YouTuber nên là bây giờ phải huấn luyện chay là nấu ăn cho mẹ để hai mẹ con review chứ. Đi lên sân môi thôi được không? Đi đâu á, con đi đâu á? Con chân ché. Trời ơi, con này đi mà thăng thoát, thong thoát không cô chú? Này y như là chú bé là cái gì đó, chú bé gì quên mất tiêu rồi. Hồi bữa có nói trong video một lần mình chưa quên chú bé. À, rồi xong quên luôn. Cô chú nào rảnh rảnh nhắc giùm mẹ chay cái nha cô chú. À trời, con lên chị tới đó vậy chay, cái này là hành trình con leo cầu thang hả? À, mày có nên đặt tựa đề video là vậy không? Rồi lên tới sân thượng rồi, hành trình thám hiểm khám phá sân thượng nhà cậu. Rồi hết lối đi. Rồi xong, bây giờ xuống không? Xuống mẹ cổng xuống. Xuống không? Xuống nha, mẹ cổng xuống nha. Rồi nâu rồi tự xuống hả? Ok, tự xuống đi. Đấy, có đây, có đây. Cô hả? Cái phòng ở dưới này mẹ, mày đi thẳng vô. Ở dưới. Con đang canh chay đây nè. Đi
đi ra đi vô ra về rồi. Té nha, té đó. Trời đã coi coi được không? Nó quánh chú chỉ coi được không? Đây lên đây mày cổng, mày bà cổng đi coi cho mưa. Thế mày cổng xuống. Quánh. Có cái mặt kìa, cái mặt thẹo được không mà y như là cô bé đậu lem không? Nó lấy cái cây đó, cô chú nó nói, sưng môi, sưng môi. Đó. Thấy không? Đi xuống, lại lên. Có cần nắm tay mẹ không? Wanna hold my hand? No. No, cầm cái này đi. Từ từ thôi nha, từ từ thôi, từng bước một. Không ai hối. À, chạy ông cố kìa chạy. Cố đâu? Ông cố với lại ngoại hai kìa, lại lên. Bùm. À, con nói con cổng, nó thích ba cổng đi chạy trời mưa, con nói đi con cổng chứ nó không chịu luôn mà. Nghe không nè mẹ. Đó, đi từng bước một, mỗi bậc là một cái loại chị cái. TUV YNZ. Đó, bây giờ tới mami cổng nè. Mami sát đu đu. Mami sát đu bà cổng. Đi chợ trời mưa. Cái tên cái tên đi đưa bà về. Đưa bà đến quán đường xa. À, cô chú ơi, chay chay nãy giờ mới vừa ngủ dậy nè cô chú. Nô về mà nhô. Đây nè, bây giờ con vô con chơi cái không? Vô chơi nhà bánh không? Hả? Đi chứ. Ba Quy gì? Ồ, Ba Quy, Ba Quy, xuống chơi Ba Quy đi. Mẹ cái sân đằng trước mình á. Mà phải chia mẹ chán gì mà hết sạch á mẹ ha. Hả? Sân trước mình mà chán gì sạch nói gì nữa. Bây giờ hay rồi. Tự nhiên. Chú, chay bữa nay đi ra đây là phải mặc thêm một cái áo tay dài vô cô chú. Nhìn giống cái cảnh đang ở Đình Lạt vậy đó. Chay, con đang ở Đình Lạt hay con ở Đà Nẵng chay? Hả? Bông gì? Hết đường rồi, bít đường rồi, đi tới đâu bít đường. Trời ơi, nó còn ráng chen lấn nữa. Có được đời nó không? Chạy đi. Đi đâu á? À, đi thăm sớm hả? Đi thăm sớm ở Đà Nẵng hả? Xe xe đúng rồi, chạy vào xe xe. Trời ơi coi kìa, còn mặc cái áo rồi chiếc khăn gió ấm kìa. Gửi cho em đêm lung linh và tiếng sóng nơi biển lớn, gửi em những ngôi sao trên cao, tặng chay chiếc khăn gió ấm. À, trời, mẹ mở cái đèn flash lên nên là thấy con mắt chay nó hơi bị đỏ. Đó cà khịa đó, cái tướng cà khịa là nó vậy với cô chú. Trời ơi, thăm nó không biết đây là ở đâu, nó chạy, nó vẫn chạy. Xe kìa, xe xe làm sao, xe thì phải làm sao, xe thì phải làm sao. Nó chạy như chưa từng được chạy rồi. Quậy vô đi con, quậy vô đi. Chị chay nè cô chú ơi, đó chú đang đi đổ rác đó con. Con là một bố con rác là con phải giục cho thùng rác nghe chưa, con mới được xả rác được bừa bãi nha. Chay, chào cô chú đi. Chào cô chú. Chào cô chú đi. Chào cô chú. Con chào cô chú. Nữa, đừng có đi nữa. Ăn kem không? Kem, kem. Kem, kem, kem. Nữa. Dơ, dơ, dơ. Chay, chay, chiếc xe này màu gì đây? What color is that? White. White, đúng rồi. Ờ, cái đó, cái bánh xe black, đúng rồi, nhưng mà không được đụng vô bánh xe. Đi vô rửa tay, lẹ lên, đi. Đây, coi chừng ra xe. Đó, anh hai nói. Đó, chạy coi chừng ra chạy xe, chạy tới đó chạy kìa, xe kìa, né vô. Đúng rồi, giỏi búa. Ừ, anh hai đi coi chừng em nha. Ôm em lại, nắm tay em đi. Em nắm tay anh hai đi. Đúng rồi, nắm tay đi con. Trời ơi, giỏi dễ sợ ông cô chú, coi hai anh em nắm tay kìa. Nắm tay nhau trên đường tung tăng vui cả ngày tháng, dấu chân xưa ghi lại đôi ta yêu nhau ngày ấy. Xe xe xe, nép vô, hai anh em nép vô. Em ơi nép vào lòng anh. Mẹ đúng luôn á chị hả? Gì đường nào cũng nói được, không có gì mà không nói được.
Rồi. Đó đó đó, xe nép vào, nép vào, nép vào. Nép vào. Em nép đâu? Không. Rồi hai đứa đâu, dẫn nhau đâu ạ? À? Đi đâu ạ? À? Không biết đi đâu luôn, không biết chúng ta đang đi về đâu luôn. Nó làm như địa bàn của nó vậy. À. Đó, chơi nhảy nè cô chú ơi. Đi nhảy cà tưng với mà Ngân nè, dễ thương không? Bây giờ đòi nhảy được lắm mà. Đừng có giành mà. Đó, chơi. Đây bây giờ có nhà cô Thảo không? Chơi mai qua nhà cô Thảo chơi không kìa. Mai qua nhà cô Thảo chơi. Nó quậy, nó quậy bên nhà cô Thảo luôn. Bên nhà cô Thảo. Không, qua nhà cô Thảo là quậy sướng hơn. Quậy hơn. Vì có một cái vàng leo tha hồ leo luôn. Trời ơi, nói gì nữa. Qua nhà cô Thảo leo không? Chơi cũng làm cái gì không? Đấy. Hả? Nó quậy dữ lắm cô Thảo ơi. Dạ. Nó quậy kinh lắm luôn. Rồi giờ chuẩn bị leo lên đây. Thế vẽ không? Vẽ vẽ đó, vẽ đó. Rồi vẽ đó. Nó. Anh à. Đó, wow. Ủa không có cái bút nào trong. Cái con voi chiều này đâu chơi à? Con voi mà có cái bút đâu rồi? Này này chơi chơi. Nói tiếng Việt cho hiểu không? Dạ hiểu, dạ hiểu hết. Chơi chơi. Chơi. Chơi 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 chơi. Cứ chừng đậm mặt đi, tự anh bỏ cái đồ nhỏ nhỏ luôn không phải cô Thảo này là đầu tiên gặp chay là cô Thảo bó tay. Chay chay khác 100% với lại chị Bóng cũng đi xem tức là không muốn xem nổi đâu, chay là banh nóc. Mai qua với cháu em bên nhà chị qua nè. Ủa vậy hả? Ừ. Bên nhà qua hả? Ở nhà Bóng là đầy luôn, tức là dãy vô là lúc người luôn. Trời ơi tao có thấy. Thằng này nó to xác rồi, nó còn nhảy vô nhà banh nữa. Trời ơi. Barbie. Mai qua bắt hai chơi cỡ chiều tối tối qua. Mày chơi thì mình đi ăn. Dạ. Nhưng mà bây giờ bác hai hơi nhỏ. Nhà thuê hơi nhỏ. Bác hai nào? Dạ tỷ. Nhà thuê gì hơi nhỏ? Nhà thuê nhưng mà như là cái bàn mà ngại nó nhỏ lắm. À, chơi bây giờ là chơi... Chuột chà rồi. Đúng rồi. Mình bữa giờ mình karaoke nhiều rồi. Chay bữa nay này ra chậm. Trời coi cậu bả kìa. Trời ơi nhìn vô kiến tự cười luôn. Có được không? Kéo ghế, kéo ghế xích cần ngờ. Nhà bữa nay show karaoke đông cô chú quá. Trời ơi, nó rộn lên cái bếp lại kia luôn không con. Cái góc này là để cái góc để con chơi. Ngoài đây là bé mẹ chơi, hiểu chưa? Nấu đây. Nấu cho ngoại ăn miếng đây. Nấu cho ngoại ăn cơm kìa, nấu cho ngoại ăn cơm. Nồi cơm đi. Hôm nội thích ăn cơm cơm sống và cơm cháy. Ngoại thích ăn cơm sống và cơm cháy. Trời ơi, rồi rửa chén bát cho sạch sẽ cho ngoại nghe. Rửa chén nha. Nồi đâu? Nồi đâu? Đây, nồi đây, nồi đây. Nồi đây. Đó, bây giờ nó xách hai búp bê. Hung em miếng nha con. Hung em miếng coi. Đem em đi. Chay mà mốt mẹ về Mỹ là mẹ sắm lại cho chay bộ này để chay sắp à. Hả chay hả? Sắm cho chay bộ gương chiếu đồ này kia nồi niêu xong chảo rồi. Nói làm sao? Em bé tóc màu gì đây? Ngồi à, cho em bé ngồi hả? Rồi lại kia là mẹ cho em bé ngồi. Nè con Vương đó, cho em bé ngồi đó. Ngồi đây cô cho em bé ngồi đi. Trời nó kêu ngồi. À vậy là giờ chay biết chơi này là cô chú nè. À giờ biết chơi rồi đó. Giờ người ta đã dán. Trời ơi, cái này đã đứng. Cái này đã đứng chứ không phải ngồi. Rồi anh ngồi kế bên. Đó, ngồi kế bên. Có chừng đè em nha, có chừng đè gãy chân em á nha.